Danh xưng của một vùng đất không chỉ đơn giản là tên gọi để phân biệt các địa danh khác nhau, mà còn hàm chứa một phức hệ văn hóa, hàm ẩn một sức sống mãnh liệt trong sự tồn tại của nó với nhiều điều lý thú. Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, vùng đất Thanh Hóa đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi. Nhưng do quy luật thời gian cùng nhiều biến cố của lịch sử đất nước, việc ghi chép và lưu giữ về lịch sử Thanh Hóa chưa được đầy đủ. Bởi vậy, từ nhiều năm qua, danh xưng Thanh Hóa ra đời từ khi nào vẫn là câu hỏi lớn đặt ra cho các thế hệ cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Với quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, qua 3 cuộc hội thảo khoa học cấp ngành, cấp tỉnh, với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia, nhà sử học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong cả nước. Tại cuộc hội thảo khoa học về danh xưng Thanh Hóa lần thứ 3, được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2017, đã có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để khẳng định. Năm 2029 là năm xuất hiện sớm nhất của danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Tiếp theo đó, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 17, đã biểu quyết thông qua nghị quyết lấy năm 2029 là năm ra đời danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Việt sử địa dư của Phan Đình Phùng, rồi cuốn Việt sử Mỹ Khảo của Phan Bội Châu cũng có đều nói tới cái sự kiện, tức là năm 2029 là năm mà đổi cái tên phủ thành phủ Thanh Hóa. Đó là những cái sử từ chép về cái việc đó. Đấy, trong cái cuốn Dư địa chí của Nguyễn Trãi thì Nguyễn Trãi cũng không nói rõ về cái danh xưng Thanh Hóa có từ bao giờ, nhưng trong cái lời chú của giáo sư Hà Văn Tấn đấy thì cũng khẳng định rằng thì năm 2029 là cái năm mà diễn ra cái sự kiện như tôi vừa nói. Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc, trân trọng, tự hào về quá trình lịch sử lâu đời của tỉnh Thanh Hóa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Dự thảo kế hoạch này có nhiều nội dung hoạt động với nhiều chuỗi sự kiện được triển khai bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2019. Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 5 năm 2019 là sự kiện chính trị văn hóa trọng đại nhất của tỉnh trong năm. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua cái kỷ niệm này thì sẽ tạo nên được không chỉ là cái niềm tự hào, còn là để cho tất cả nhân dân Thanh Hóa chúng ta có cái trách nhiệm, có cái niềm tin và cùng nhau chung tay phấn đấu để xây dựng tỉnh Thanh Hóa của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ. 990 năm kỷ niệm là ôn lại một cái truyền thống rất tốt đẹp để người dân Thanh Hóa, người con Thanh Hóa ôn lại cái truyền thống của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế, rồi giữ vững cái nền độc lập cho dân tộc. Em cảm thấy rất là vui và tự hào bởi vì tỉnh đã xác định được năm ra đời danh xưng Thanh Hóa và thế hệ trẻ chúng em sẽ càng cố gắng, nỗ lực, tu dưỡng và phát triển nhiều hơn nữa trong công cuộc đóng góp và xây dựng tỉnh Thanh ngày càng giàu đẹp và văn minh. Theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các hoạt động trong dịp kỷ niệm phải thể hiện được các giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc xứ Thanh, làm rõ các đóng góp của Thanh Hóa trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua đó khơi dậy lòng tự hào của người dân Thanh Hóa đối với truyền thống lịch sử và mảnh đất xứ Thanh, góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch xứ Thanh sâu rộng đến du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các hoạt động trong dịp kỷ niệm phải huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và người dân phải là chủ thể để hưởng thụ các hoạt động đó. Việc tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa nhưng phải tiết kiệm.